Để tăng thêm giá trị và tạo sức hút cho cây hoa sứ, thời gian gần đây, một vài nông dân ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã tạo ra những cây sứ hình bím tóc rất độc đáo. Giá bán của những cây sứ này cao gấp nhiều lần so với những cây sứ thông thường, giúp cho người trồng có thu nhập khá. Ông Nguyễn Văn Quý, ngụ phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, đã có hơn 20 năm trồng cây sứ và đây là năm thứ ba ông thắt bím cho cây sứ. Giống sứ ông đang chọn trồng để thắt bím là sứ Thái trồng bằng hạt. Cây trồng khoảng một năm là có thể thắt bím. Theo ông Quý, để thắt được bím cho cây sứ, người trồng phải chọn những cây sứ có cành đẹp và đều. Ngoài ra, việc thắt bím cũng đòi hỏi sự khéo léo mới tạo ra được những chiếc bím đẹp, bán có giá. Lựa nó phải cho cái cọng này nè, cái tược này nó phải cho nó đều. Nó phải đủ cái chuẩn của nó là 5 cọng cho đều, hoặc là 6 cọng, hoặc là 7 cọng. Nó phải đều hết. Đó, mình thắt lên nó mới đồng thanh, nhìn cái sứ nó mới đẹp. Mình thắt xong rồi mình ghép là ít lắm, không phải từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng mình bán mới được. Ngoài việc thắt bím cho cây sứ, người trồng còn ghép các màu hoa để cây tăng thêm vẻ đẹp. Hiện tại, mỗi năm vườn ông Quý xuất bán gần 5.000 cây sứ thắt bím. Tùy vào dáng thế, kích thước, độ đẹp của chiếc bím mà giá bán mỗi cây dao động từ 100.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng. Giá bán này cao gấp 3 đến 4 lần so với những cây sứ thông thường.